Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 1 âm lịch, ngày rằm tháng Giêng được xem là một trong 4 ngày rằm lớn trong năm. Đây là ngày rằm đầu tiên trong năm, đồng thời cũng trùng với ngày lễ Thượng Nguyên và Tết Nguyên Tiêu, nên người Việt cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để ước nguyện an lành cho cả năm. Với ý niệm như vậy, nhiều gia đình thường làm cỗ, cúng Phật, cúng gia tiên. Mời quý vị theo dõi không khí ngày rằm tại Hà Nội trong phóng sự sau đây. Đây là khung cảnh tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng rằm tháng Giêng, ngày trăng tròn đầu tiên năm Tân Sửu của gia đình anh Giang. Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng, quan niệm như vậy nên dẫu bận bịu công việc, đến ngày này anh gác lại tất cả để chu toàn. Tự tay chọn lựa nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng, mâm cơm chay được anh làm bằng cả tấm lòng thành. Thì mình làm ra một mâm cơm chay thì cái ý nghĩa lớn nhất của cái mâm cơm chay là cái tâm của mình. Đúng không ạ? Chứ cũng không phải là cái vật chất mình làm ra. Vật chất mình làm ra nó chỉ là cái phương tiện để đưa lên dâng cúng thôi. Chứ còn cái ý nghĩa sâu xa của mâm cơm chay là cái tâm lượng của mình dâng cúng tất cả các cảnh giới, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên cũng như gia tiên tiền tổ. Theo truyền thống cúng ngày Tết Nguyên Tiêu, gia đình anh Giang dâng lên hai mâm lễ, một để cúng Phật, một cúng gia tiên. Mâm cỗ chay tinh khiết với sự hiện diện của những màu sắc tượng trưng cho ngũ hành, đồng thời mang ý nghĩa tạo phúc và giảm bớt nghiệp xấu. Sự khác biệt, có chăng ở mâm cơm cúng gia tiên có thêm bát cơm nóng và bộ đũa bát. Sau khi dâng hương, gia đình anh Giang đối trước bàn thờ Phật, thành tâm tụng kinh phổ môn, cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Đặc biệt, năm nay, anh Giang còn thỉnh cả chư Tăng đến nhà để làm lễ thêm trọn vẹn. Mọi năm thì cũng không có dịch bệnh thì cũng có thể là đến chùa một chút xíu đấy, nhưng mà năm nay dịch bệnh thì tôi nhà thì cũng có ban thờ Phật và cũng là cúng Phật ở nhà. Nên là tôi cũng cúng thì là cũng không cúng mặn mà là cúng chay và cúng hoa quả. Mà không đốt tiền vàng mã, quan trọng nhất là cái với cái tâm chân thành của mình và tâm tri ân biết ơn ấy, thì mình dâng cái tâm của mình lên để cúng Phật và biết ơn Phật và biết ơn tổ tiên. Sau khi làm cơm cúng rằm tháng Giêng tại nhà, thông thường những năm trước vào dịp này người dân lễ chùa rất đông. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các điểm di tích đền chùa trên địa bàn Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, người dân chỉ vái vọng từ phía ngoài cổng chùa. Từng nhóm người đeo khẩu trang đầy đủ, khấn lễ xong rồi rời đi ngay. Một khung cảnh thật khác so với mọi năm, nhưng tất cả đều hoan hỉ và mong cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Mình cũng biết là dịch COVID thì nhà nước mình cũng đóng cửa, ví dụ như là các cái chùa rồi lễ hội gì đấy. Nhưng theo năm nào cũng vậy thì cứ đến cái ngày rằm ngày tháng Giêng này thì mình cũng đi lễ. Cái chùa thì là nơi linh thiêng, thế nên là mình cũng muốn đến để mình cầu cho sức khỏe, cầu bình an cho cả mình và cả gia đình. Mình thì chủ yếu là mình như là cái tâm mình là chính. Khi mà nhà chùa đóng cửa như thế thì mình nghĩ mình tái vọng thì cũng mình cảm thấy nó cái tâm mình nó cũng rất là thoải mái mà cảm thấy nó vẫn là linh thiêng ấy. Bên cạnh việc đến chùa cầu an như mọi năm hay vái vọng từ ngoài cổng chùa, thì năm nay các Phật tử có thể theo dõi qua các trang trực tuyến khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai thí điểm việc cầu an online. Và vào tối qua ngày 14 tháng Giêng tại chùa Phúc Khánh, hay còn gọi là Tổ đình Phúc Khánh, quận Đống Đa, Hà Nội, đã thực hiện nghi thức này trên mạng xã hội trong thời gian đóng cửa chùa. Đây là bước đi thiết thực khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, bởi nhiều năm qua, mỗi dịp chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu quốc thái dân an đều thu hút hàng nghìn lượt người đến hành lễ. Thông bạch về việc Tổ đình Phúc Khánh đóng cửa, thực hiện giãn cách và tổ chức cầu an trực tuyến đã được dán tại cổng chùa từ nhiều ngày trước. Và để vẫn đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, chùa đã chuẩn bị kỹ chương trình cầu an trực tuyến đưa đến với Phật tử gần xa. Cả năm được rằm tháng 7, cả thầy được rằm tháng Giêng, dù ai đi đâu, ở đâu, trong những ngày này, lòng cũng hướng về ngôi Tam Bảo để tỏ lòng thành kính với chư Phật, chư Thánh, chư Tăng
để nguyện cầu cho gia đình mình một năm mới an lạc, đủ đầy. Và chúng con có một câu hỏi muốn gửi tới Đại Đức Thích Minh Đức về ý nghĩa của lễ cầu an đầu năm mới ạ. Nghi thức đại lễ cầu an của Tổ đình Phúc Khánh là để cầu nguyện cho quốc thái dân an, và cũng như là để cầu nguyện cho dân tộc được phú cường và nhân sinh thì được an lạc. Kính thưa quý vị, xin được giới thiệu với quý vị khán giả đang có mặt tại chùa Phúc Khánh lúc này là một Phật tử thuần thành của nhà chùa. Cô có mặt tại chùa để giúp đỡ nhà chùa công việc chấp tác chuẩn bị cho khóa lễ cầu an trực tuyến. Dạ thưa cô, năm nay do dịch Covid-19 thì chỉ có các quý thầy hành lễ thôi. Vậy thì cảm xúc của cô tham dự vào khóa lễ năm nay như thế nào ạ? Tôi là Phật tử cũng rất là bâng khuâng, nhưng mà do vì an toàn của nhân dân, của tất cả mọi người thì chúng tôi là Phật tử cũng vẫn nghiêm túc để lễ trực tuyến được thành tựu, và cũng như ở nhà trực tuyến chúng tôi cũng rất vui vẻ. Đúng 20 giờ tối, các nghi thức cầu quốc thái dân an được chính thức bắt đầu. Giản đơn nhưng trọn vẹn ý nghĩa với sự hiện diện của chư tôn đức nội tự. Đại lễ cầu an còn có ý nghĩa hướng thượng, hướng thiện và phải hành thiện. Trước khi cử hành đại lễ cầu an năm nay, tôi xin chí tâm đỉnh lễ cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị Phật tử cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. A Di Đà Phật. Đại lễ cầu quốc thái dân an trực tuyến lần đầu được thực hiện tại Tổ đình Phúc Khánh trang nghiêm với đầy đủ nghi thức. Phật tử thông qua livestream trên Facebook của mạng xã hội Buddha và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội vẫn có thể sám hối, đồng thời phát nguyện làm nhiều việc tốt cho đời, cho đạo như phóng sinh, bố thí, cúng dường tam bảo, hồi hướng công đức cho bản thân và gia đình bình an, dịch bệnh tiêu trừ. Ngay trong buổi lễ, sớ của các gia đình đã gửi trước Tết Nguyên đán cũng được quý thầy dâng lên chính điện, và các Phật tử có thể đến lễ tạ nhận lộc như đã đăng ký. Như vậy, cầu an là một hoạt động chính đáng và phù hợp với nhu cầu tâm linh trong cuộc sống đời thường của người Phật tử. Việc các chùa thực hiện cầu an online theo chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mang tính thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh mà vẫn đảm bảo ý nghĩa tâm linh đã trở thành điểm tựa tinh thần đáp ứng mong mỏi của Phật tử thập phương. Đối với Phật giáo Nam Tông, ngày rằm tháng Giêng có hai ý nghĩa chính. Ngày đại hội Thánh Tăng tại Veluvana và ngày Đức Phật khẳng định với Ma Vương rằng 3 tháng nữa Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Để kỷ niệm ngày này, Phật giáo Nam Tông tổ chức lễ rằm tháng Giêng bằng nhiều nghi lễ khác nhau như lễ hội đặt bát đến chư Tăng, lễ thọ giới, lễ quy y, lễ thuyết pháp, lễ thọ đầu đà. Mời quý vị cùng đến với ngôi chùa ở thành phố Đà Nẵng để tìm hiểu rõ hơn về những sinh hoạt và ý nghĩa ngày Tết Nguyên Tiêu của Phật giáo Nam Tông. 7 giờ sáng nay, ngày 26 tháng 2 nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, tại chùa Tam Bảo, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, sự chuẩn bị cho lễ Thượng Nguyên đã hoàn thành. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của Phật giáo Nam Tông cũng như trong tâm thức của người Việt. Phật tử gần xa đều về dự với khẩu trang, nước sát khuẩn, đảm bảo phòng dịch Covid-19. Trong Phật giáo Nam Tông, những ngày lễ theo kinh điển trên cơ sở lịch sử về cuộc đời của Đức Thế Tôn. Cho nên, lễ hội là để biểu dương đức hạnh và lời dạy của Ngài nhằm thể hiện sự tiếp nối của thế hệ sau. Lễ Thượng Nguyên là cái ngày lễ hết sức đặc biệt, quan trọng của Phật giáo Nam Tông, kỷ niệm ngày Đại hội Chư Phật, ngày Đại hội Thánh Tăng. Thì thập phương Phật tử đến chùa để gieo duyên tạo phước, để cầu an, đặt bát cúng dường đến quý sư, để tôn tạo phước thiện, phước báo để hồi hướng đến quyến thuộc đã quá vãng được siêu thoát, và cầu nguyện ông bà cha mẹ cùng gia đình quyến thuộc được một năm mới an lành, hạnh phúc. Năm nay Tết Nguyên Tiêu tại chùa Tam Bảo khá đặc biệt vì có sự tham gia của Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng và phu nhân. Tuy ở hai quốc gia khác nhau nhưng có sự tương đồng trong sinh hoạt Phật giáo, khiến những công dân Lào cảm thấy thân mật, gần gũi hơn. Tôi đến Việt Nam lần này cảm thấy chùa ở Việt Nam cũng giống như ở đất nước của chúng tôi.
Các phong tục, lễ nghi Phật giáo ở đây chúng tôi đều hiểu được và đều cảm thấy rất gần gũi. Lễ Thượng Nguyên là một lễ cầu an, cầu may mắn của người dân trong đầu năm mới. Đến với lễ Thượng Nguyên, tôi mong muốn gia đình, người thân, bạn bè sức khỏe, có cuộc sống an yên và luôn gặp những điều tốt lành. Một trong những nghi thức quan trọng của lễ Thượng Nguyên là lễ đặt bát cúng dường chư Tăng. Phật tử chuẩn bị sẵn phẩm vật, cung kính Tăng đặt vào bát của từng vị sư. Theo truyền thống, phước báo có được, hồi hướng đến người thân, cầu nguyện sức khỏe, thân tâm an lạc. Bình bát giống như thờ Đức Phật là thập phương Phật tử đến chùa mang theo các loại bánh trái, thực phẩm, thức ăn và các tịnh tài để cúng dường các nhà sư, gieo phước báo và cũng như gieo một hạt giống lành trong ruộng phước Phật. Thì sau đó thì họ cầu nguyện để họ có được cái phước. Cái phước này nó giúp cho họ có một đời sống an lạc, hạnh phúc trong cái đời sống hiện tại cũng như là trong nhiều kiếp lai sinh về sau. Hôm nay thì chúng tôi không phải ở đất nước Lào, chúng tôi từ đất nước Việt Nam, nhất là ở thành phố Đà Nẵng. Thì hay của chúng tôi được đến đây là một cái rất may mắn, được cái cầu nguyện một năm mới có nhiều hạnh phúc cho gia đình cũng như cho tất cả họ hàng và nhân dân của Lào, nhân dân của Việt Nam nói chung. Trong không gian đầu năm, Phật tử còn tham dự khóa tụng kinh Pali cầu nguyện quốc thái dân an. Tối đến, đêm thọ đầu đà, nghi lễ không thể thiếu cũng được diễn ra. Chư Tăng và Phật tử thức trọn đêm tưởng nhớ Đức Phật. Ngày nay, nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam Tông trong ngày rằm tháng riêng vẫn được duy trì nguyên vẹn, vừa gìn giữ những giá trị từ thời Đức Phật, vừa hun đúc sự tu tập của người Phật tử tại gia. Tại các tỉnh phía Nam, lượng người đến chùa cầu an nhân dịp rằm tháng riêng năm nay cũng giảm hẳn so với mọi năm. Thay vì lên chùa hành lễ, nhiều gia đình thực hiện tại nhà. Ghi nhận của phóng viên bản tin An Viên 24 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Gia đình chị Lê Thị Ngọc Mai, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vốn có truyền thống đi lễ chùa vào dịp đầu năm. Vào rằm tháng riêng, gia đình thường viếng những ngôi chùa lớn, làm từ thiện, vừa cầu bình an cho gia đình, vừa để thể hiện tâm từ bi. Tuy nhiên, năm nay để phòng dịch COVID-19, việc đi chùa của gia đình chị tạm dừng, thay vào đó các nghi lễ được thực hiện tại nhà. Làm ở nhà nó cũng là một cách để cho con cháu mình nó có một cái điều kiện học hỏi và nó có một cái truyền thống để con cháu mình sống tốt đẹp hơn. Năm nay, thay vì tổ chức các nghi lễ đón tiếp hàng vạn lượt Phật tử tham dự, nhiều chùa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường các hoạt động online. Theo đó, các Phật tử đều được thông báo trên mạng giờ thực hiện nghi lễ tham gia. Và theo ghi nhận của phóng viên, các chùa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp 5K để đảm bảo an toàn chống dịch. Ngày rằm tháng giêng online đó thì chúng ta phải biết cách thức và phải tin rằng là dù không có mặt để tổ chức tại chùa thì sự chứng lòng thành của Phật đối với người Phật tử tại gia đó vẫn không hề bị mất đi. Người Phật tử nên an tâm rằng là việc tổ chức lễ rằm tháng giêng tại nhà với sự tham dự trực tuyến một cái lễ đang tổ chức tại chùa online thì giá trị được Phật chứng giám không hề thay đổi. Trong khi đó tại Bình Dương, không khí đón rằm tháng giêng cũng rất khác biệt. Nằm ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, chùa Hội Khánh thường thu hút hàng vạn lượt khách tham quan dịp này. Năm nay chùa đã chủ động đóng cửa nên vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài Phật tử vãn cảnh rồi ra về. Nếu như cái rằm tháng giêng mà không có kế hoạch để đảm bảo tốt phòng chống dịch COVID-19 thì cái lượng người họ đi chùa rất đông, đặc biệt là trung tâm Thủ Dầu Một. Với một cái lo ngại như vậy thì với một cái người đứng đầu của Phật giáo tỉnh, chúng tôi kêu gọi toàn thể tăng ni và các tự viện, đặc biệt là ở Thủ Dầu Một, chấp hành nghiêm bằng cách là kết hợp với chính quyền địa phương và nếu cần thiết có thể đóng cửa vào ngày 14, ngày 15. Năm nay, lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương cũng không được tổ chức.
Miếu Bà Thiên Hậu đã đóng cửa từ Tết để đảm bảo phòng chống dịch theo quy định. Thành phố Thủ Dầu Một cũng không cấp phép cho các đoàn lân sư rồng hoạt động vào thời gian này. Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu thành phố Thủ Dầu Một là cố gắng hết mình đi tiên phong trong cái việc đóng cửa đầu tiên để thể hiện cái tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, đối với sức khỏe của mọi người. Đó là mới là cái quan trọng nhất. Thành ra là mặc dù cái lễ hội mình lớn thì chỉnh chu chuẩn bị rất là kỹ càng công phu đối với cái ban chỉ đạo lễ hội của thành phố Thủ Dầu Một, nhưng giờ phút chót là phải thực hiện gì. Có thể thấy lễ Thượng Nguyên năm nay đã diễn ra rất khác biệt so với những năm trước. Dù không đến được chùa hành lễ hay chỉ vái vọng từ ngoài cửa chùa, nhưng rõ ràng ý nghĩa linh thiêng của ngày lễ vẫn được gìn giữ. Mỗi người đều mong dịch bệnh nhanh tiêu tan, đời sống trở lại an lành.